Ở nhà bà ngủ cũi thì nhăn nhó, hôm nay cho đi mua giường thì lại đòi chui vào cũi chơi. Trông có hơi hưởng thụ không nhỉ? Si ơi! Si! Si Si ơi! Nhìn mẹ cái này! Người được nghỉ Good Friday, đành phải ở nhà để phục vụ vợ. Canh bún mẹ em bún. Nhìn trời rõ là chán ý. Hôm nay Good Friday, chồng mình được nghỉ cả ngày ở nhà. Mình thì vẫn phải làm việc, nhưng mà bọn mình ở nhà cả ngày cùng nhau phải xong rồi chiều thì đi đón Sushi sớm một chút. Bây giờ đang cho con ra một cái hơi qua một cái sân chơi ở ngoài trời cho chơi một tí cho nó bớt năng lượng đi để tối về ăn cho ngon. Sân chơi lại có luôn một cái đụn cát, xong rồi có cả đồ chơi để sẵn nữa. Ôi thật là đam mê. Lúc này nó đã chơi hết xích đu rồi, cầu chơi các kiểu rồi. Cho nến nhờ để anh quay phim. Để mọi người chụp ảnh trước không? Mời lên đúng không? Anh Thư ngồi sau đấy. Yes. Con ngồi đây chụp ảnh. Mình phải đứng lên, mình phải đi ra nhá. Để con ngồi chụp ảnh. Chị Phương kiểu mẹ còn than trẻ thơ. Ủa em chui đâu ra rồi chứ? Xin lỗi em đi. Ham chơi ở lại mà không có đồ thì phải mặc đồ của em đúng rồi. Trời ơi. Good morning. Bây giờ là sáng chủ nhật.
cuối tuần này bọn mình ăn uống chơi bời nhậu nhẹt hơi nhiều. Hôm qua thì là đi sinh nhật bún. Bây giờ thì bọn mình lại hẹn đến nhà một anh bạn để ăn uống tụ tập. Lúc đầu thì hẹn bảo là ăn trưa, thế nhưng mà xong rồi nhìn lại thực đơn thì chắc là bọn mình chắc phải ăn lai dai từ trưa đến chiều tối luôn quá. Nhưng mà nha, đấy hôm nay trộm vía hôm nay trời nắng đẹp, hơi lạnh một chút so với lại cả mấy ngày ở trong tuần, nhưng mà không sao, nắng đẹp là được. Wow, non sushi approved. Này, chị ơi, ăn đã, quay đây. Sushi, con quay đây ăn đã, không mẹ không cần cho con chơi đâu. Chủ nhà tự câu buổi sáng luôn. Wow. Ăn hết gà rán của chú Khoa, lại ăn mì Quảng của dì Như. Hôm nay trộm vía quá ha. Ê đúng, đừng có sợ nó đâu. Nào. Đúng như là dự đoán ban đầu luôn ấy. Bọn mình sang nhà bạn chơi, hẹn là ăn trưa. Mà ngồi ăn lai dai từ sáng đến chiều luôn. Mới kiểu ăn hết được đồ ăn ấy. Nhưng mà đúng là cũng hơi lâu rồi bọn mình chưa gặp nhau ấy. Thành ra là có rất là nhiều chuyện để nói. Đi chơi cuối tuần này nói chung là tẹt ga. Nhưng mà được cái là vui. Với lại cả đến nhà bạn chơi, ăn uống, rồi nói chuyện chém gió là chính. Xong rồi sang nhà bún thì sinh nhật bún ra từ sau. Xong buổi tối bọn mình ngồi chơi board game ấy. Nên là kiểu cũng chiêu chiêu chứ không kiểu cảm thấy kiểu mệt mỏi hay là kiểu way out gì cả. Mình đi vừa mới tắm xong, mình đang đợi cho tóc khô thêm một chút nữa, xong rồi thì mình sẽ sấy tóc để đi ngủ. Thì cháu lúc đợi chắc là mình sẽ lôi cái vali đồ bầu ra để lát nữa mình sẽ cho mọi người xem. Từ đợt bầu trước ý, thì mình có giữ lại một vài những cái món đồ mà mình kiểu thấy là cần thiết ý. Mà thật ra là ví dụ nhất là đồ bầu ý, thì mình không có mua nhiều. Vì là mình từ trước đến giờ ấy hay thích mặc những cái đồ mà kiểu nó hơi rộng rộng ấy, dáng nó kiểu kiểu thuôn ấy, nó cũng không có hay nhiều những cái đồ body ấy, nên là mình có thể mặc từ lúc không bầu cho đến lúc bầu, xong rồi đẻ xong lại mặc ấy đấy. Nhưng mà vẫn có một vài những cái quần mà kiểu chuyên để dành cho bà bầu, thường là kiểu cái lúc mà bụng to rồi ấy, chắc là kiểu phải 6-7 tháng gì đấy trở đi, nó bắt đầu nó cấn thì kiểu cái quần của bà bầu nó có cái phần trên chun nó rộng ấy, thì là để mặc cái cho nó dễ cho nó thoải mái. Thế lần này mang bầu ấy mình thấy là bụng mình nó to hơn, kiểu nhanh hơn ấy so với lần trước mình bầu si chắc phải sang tháng thứ 5 gì đấy thì bụng mình nhìn nó mới rõ, kiểu nó bắt đầu tròn và nó nhìn nó rõ hơn kiểu qua lớp quần áo ấy, mình thấy nó lấp ló lùm xùm ấy. Chứ còn bây giờ mình mới hết tháng thứ 3 sang tháng thứ 4 nhưng mà thấy bụng bắt đầu kiểu như là nó bắt đầu lùm xùm rồi, nhất là cái phần bụng dưới ấy, nó cào căng ấy. Mình mặc quần bây giờ, quần bó hay là quần đi làm ấy, là bắt đầu kiểu cảm thấy tức, nhưng mà kiểu bụng cái phần trên phần eo thì vẫn vừa, nhưng mà cái phần bụng dưới ấy, nó kiểu nó căng ấy. Thế mà lại chưa đủ to để có thể mặc được quần bầu ấy, nên là một cái sự rất là khó khăn trong việc tìm đồ mặc. Thế xong mấy hôm vừa rồi trời ở chỗ mình có ngày thì cũng ấm áp, nhưng kiểu có những hôm như kiểu cuối tuần này thì trời lại kiểu vẫn hơi se lạnh ấy. Thành ra là mặc váy cũng chưa có mặc được. Mà mình mỗi khi mà mình bầu ấy thì mình cũng kiểu cẩn thận đi, mình cũng không có
Bình thường em mình hay bảo là mình kiểu sẵn sàng kiểu thời trang phang thời tiết đi, thấy trời đẹp thì cũng có thể mặc váy xong rồi kiểu chút lạnh một tí nhưng mà xong để cho đẹp vào được ý. Nhưng mà có bầu thì mình sẽ kiểu cẩn thận hơn nên là đấy. Một cái đang ở trong một cái giai đoạn mà khi tìm đồ để mặc cho nó hợp lý là một cái sự rất là vất vả. Ở nhà thì mình mặc đồ ngủ hay là kiểu nếu mà chỉ đi đưa đón si, mình làm việc ở nhà chỉ đưa đón si thôi ý, thì kiểu mặc sweatpants, các cái quần thể thao ấy nó rất là dễ, rất là thoải mái. Nhưng mà đi làm thì không mặc như thế được. Này, cả cái vali này là tất cả những cái đồ bồng mà mình còn giữ lại. Mình mới lôi cái túi này ra, tất cả đồ nó ở trong này hết luôn, gọn trong một vali luôn. Thì nguyên cái cục này với cả cái túi này là cái gối bầu ấy, nằm. Mình chắc phải giặt lại đã, xong rồi mới lấy ra dùng được. Cái đấy mẹ nào mà bẻ rồi thì sẽ hiểu này. Đấy, còn đây mình chỉ có gần này cái thứ quần áo thôi, mà một vài cái váy. Còn đâu hầu hết là những cái quần mà kiểu quần đấy, quần bầu ấy, cái phần chun ở trên như thế này. Lôi dần ra để xếp dần vào trong tủ quần áo, vừa đổi mùa luôn với lại cả để chuẩn bị đến lúc rồi cũng sẽ phải mặc. Mới chỉ lôi ra thế thôi chưa xếp dọn thì bây giờ cả. Chắc là mình hôm nữa khi nào có thời gian mình sẽ dọn tủ quần áo luôn để dọn đồ mùa đông đi, thì sẽ lấy quần áo mùa hè, còn quần áo mát các thứ ra ấy, thì mình sẽ xếp cái đống đồ này vào luôn sau. Bây giờ thì cất tạm đi đã.